bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh, hoa trái đơm hương. Bên ai qua sông, nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu. Mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng đi em, dưới mái tranh nghèo. Về đây, người quê chỉ có tâm lòng. Có chiếc xuồng, ba lá để yêu em. Ôi, đóa hoa tím trôi liễu xiêu. Dòng sông nước chảy liễu xiêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi, những đêm ngắm trăng nhớ em buồn muốn khóc. Anh ca điệu ly quá thơ. Ôi đóa hoa tím trôi liễu xiêu. Dòng sông nước chảy liễu xiêu. Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm trăng nhớ em buồn muốn khóc. Mình anh ca điệu ly quá thơ.
chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Được sự thống nhất như nói ban đầu thì hỏi giờ tay chúng tôi hôm nay tới lễ gồm có 8 ông trạch. Trước là để dân cúng cô quyền tích tổ bà qua cố, sau nữa cũng để chi dùng trong buổi được hôm nay để kính trình quý ông quý bà chứng lễ. Thứ nhất là cái phần để
tại hai chú về chỗ cái phần nhất là để chú rể là lãnh lễ cử quyền quá giảng, và thứ hai nữa là lễ Phật, và thứ ba nữa là ông bà ưu tiên, và kế tiếp là cô bác anh chị cậu bà gì được tôi xin thông qua chương trình lễ. Thì tiếp theo là cái phần để chú rể bây giờ lãnh lễ. Làm quen nhà em không kín tường cao sao chưa
chắc ta cũng phải hai em xui gái xui trai ra và này vẫn có một cái công sinh dưỡng của mình một lòng thờ lễ kính cha cho trò chữ hiếu mới là đạo con thì hôm nay hai con lớn làm con phải hiểu em ơi có nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng công đức sinh nhưng mà vì cận Tết quá chưa có cái lịch thì thôi về cũng tính tình với họ tập nhà gái là để chờ qua Tết rồi mình là xung gia còn ngồi lại để mình là thông báo mình là trao đổi thêm mình đó họ tập nhà gái có cho ý kiến gì thì cho ý kiến thêm là cái công cái bà cái nhà với bà bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyến sao này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được chuyện trò nhà cô bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hương biết chứ nhà người ta xin tránh ra những em lối đi mà nhà em thiệt là khó em quen anh em sẽ bị đòn hẹn anh mai lớn lên đi anh trái tim này thật là chẳng biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng mà ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà thật lòng yêu sớm vì sao ai thèm tính ai thèm nghe anh nói thật là chẳng biết làm sao ta quen nhau đã bao ngày rồi mà ngại chi hỡi người ơi sao không cùng nhau dành bước chung đường nhà thì cùng đến rồi thôi xin chào anh mai gặp nhau anh bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyến sao này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng được chuyện trò nhà cô bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường về tham dự buổi lễ đính hôn ngày hôm nay lời nói đầu tiên cho phép chúng kiên thay mặt gia đình âm thanh ánh sáng sân khấu Ngọc Hải đến từ xã Thành Phú, trung tâm hội nghị tiệc cưới nhà hàng Lưu Động phát lộc đến từ quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ xin gửi đến các vị khách quý lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương với niềm nhiệt nhất. Vâng và kính thưa quý vị, ca dao tục ngữ có câu yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cùng lội mấy đèo cùng qua, dây chầu quấn lấy tăng cao, từ nay sẽ là của nhau suốt đời. Bằng sức mạnh của tình yêu, con tim đã kết nối con tim, và giờ đây hai con tim hòa chung một nhịp đập, hai góc hòa chung một dòng suy nghĩ. Ông ta bà Nguyệt đã sao duyên cho họ và kính thưa toàn thể các vị khách quý. Hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2018, tức là ngày 20 tháng
11 năm một thứ là buổi lễ đính hôn của cô dâu Ánh Ngọc cùng chú rể dân tỉnh ngày hôm nay. Và ngay từ bây giờ xin mời toàn thể quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật kêu thật dài để chúc mừng cho đôi quân đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày lễ đính hôn ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin mời cô dâu cùng vị chú rể cùng bước lên tiến thẳng trên sân khấu lễ đài hạnh phúc ngày hôm nay để gặp mặt toàn thể quý vị có mặt trong tiệc ngày hôm nay. Thưa quý vị, cô dâu và chú rể đang tay trong tay cùng nhau tiến thẳng lên lễ đài hạnh phúc. Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời và anh cảm. Và lễ đài hạnh phúc này đang minh chứng cho tình yêu mà cô dâu và chú rể dành tặng cho nhau. Thưa quý vị, cô dâu Ánh Ngọc cùng với chú rể đến đây ngày hôm nay và để thay lời cảm ơn đến quan khách đã đến đây chung vui trong buổi tiệc lễ đính hôn ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể có một lời gật đầu để chiếc ăn đến quan khách ngày hôm nay. 1, 2, 3. Pháo đang lên, một tràng pháo đang thật lớn. Thưa quý vị, họ rất là đẹp đôi, họ rất là hạnh phúc đang lễ đài hạnh phúc ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến đây chung vui trong buổi tiệc ngày hôm nay xin được cảm ơn rất là nhiều. Và tiếp nói xin được trân trọng và kính mời là nội ngoại hai bên của cô dâu có những món quà tinh thần cũng như món quà vật chất ngày hôm nay để tiến thẳng lên sân khấu để dành tặng cô dâu và chú rể trong ngày cưới hôm nay. Thưa quý vị, vì em làm thơ tình anh về cao sang quyền quý đẹp nụ cười cuốn vương phong. Ok, được, xin được ra thay mặt đến xin được trân trọng kính mời cậu mời. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát. Và đây là những món quà thật là đẹp, thật là xinh tươi dành tặng cho cô dâu của chú rể, cũng như là thay lời chúc tốt đẹp đến cô dâu của chú rể để chúc cho cô dâu của chú rể được trăm năm hạnh phúc. Thưa quý vị, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Và xin được cảm ơn một lần nữa, xin được trân trọng kính mời cậu để có những món quà xinh tươi dành tặng cho cô dâu của chú rể. Thưa quý vị, và đây là những giây phút thật là hạnh phúc khi mà cô dâu và chú rể đang đón nhận những tình cảm yêu thương của gia đình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Rồi, còn ai không ạ? Chúng ta hãy tranh thủ bước lên sân khấu. Tiếng tố trời cao thành hoàng hậu về cao sang quyền quý, đèn nụ cười cuốn hương vừa ý. Rồi nhìn vô cái camera chụp hình bằng thơ tình ai cho mắt em xanh đến tận muôn.
Đi bên anh thật vui sao? Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào lòng. Đầm tay của em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là mùa xuân, không ai vui bằng em đâu. Những chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được nữa. Em đang mơ về ngôi nhà đầy che chở. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Giờ đã trên một đời tay trắng đôi tay, tình yêu đã xa vời chỉ còn.
Thì thôi bây giờ hai con quay vô, quay trong hai con sáng quay trong quay trong thượng chiều trên. Rồi thôi bây giờ con hai con sáng hai sáng rồi bằng thế hai lại đó, sáng hai sáng đi rồi. Rồi quay ra quay cái mặt hết vô. Rồi con sáng ngoài hai sáng. Rồi tôi đi bên với bà Út, đi với ông với bà. Vậy em trai gần tình như cái buổi bữa tiệc bữa nay hơi kéo dài, thành ra mấy ông với bà hai bà. Thì thôi chắc cũng xin thay mặt cho họ tộc nhà trai có đôi lời cảm tạ. Và trước thì cũng rất là gia đình họ tộc nhà trai rất hân hạnh đến đây được là bên họ nhà gái tiếp đón hết sức nồng hậu và tạo điều kiện rất thuận lợi để cho cái buổi lễ hôm nay hoàn thành tốt đẹp và được ăn những cái món ngon hết sức là ngon miệng. Trước khi chia tay ra về thì cũng xin đại diện ngôi nhà trai chúc tất cả quý quan khách quan viên đại họ cùng toàn thể chế độ gia đình được mạnh khỏe, thành đạt, thắng lợi, thành công. Xin trân trọng kính chào và xin cảm ơn đại diện ngôi nhà trai. Trước khi tiễn hai trai về thì thay mặt ngôi nhà gái cũng xin trân trọng cảm ơn quý tộc nhà trai đã đến hôm nay và đã có những món quà tặng cho cháu trong ngày lễ hôm nay. Thì trước khi ra về xin chúc quý nhà trai thịnh độ bình an, dồi dào sức khỏe, quốc quý gia đình những dịp xuân mới làm ăn phát tài. Xây đắm cho người, xin người hãy cùng anh vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình anh chợt mơ. Tuyệt vời, nhớ nhé em yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Xây đắm cho người, xin người hãy cùng anh vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng. Người đến cho tình anh chợt mơ. Tuyệt vời, nhớ nhé em yêu, mang say đắm cho đời, ôi từng nụ hôn yêu thương. Còn nhớ phút say gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng.